Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hôm nay chia sẻ một cái video về thời sự, một tin nóng, khói lửa bao trùm một khách sạn ở quận 5, một trong những khách sạn bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh ha các bạn. Đây là một cái vụ cháy lớn ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4. Một người dân phát hiện khói tỏa ra từ khách sạn Đồng Khánh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết là hỏa hoạn xuất phát từ tầng ở phía trên cùng của khách sạn Đồng Khánh. Khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ hỗ trợ khách sạn khẩn trương sử dụng những thiết bị chữa cháy có sẵn để khống chế ngọn lửa. Chỉ sau ít phút, khói lửa nhanh chóng bùng phát bao trùm khách sạn. Ở nơi đây là một trong những cái khách sạn lớn ở quận 5 ha các bạn. Thì vụ việc liên quan tới này, lực lượng chức năng kịp thời, những người mà chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai xe thang, phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ. Cho tới 14 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đã cơ bản dập tắt đám cháy. Lửa không bùng phát hoặc cháy lan sang những khu vực khác trong khách sạn. Rất là may mắn các bạn ơi, khi mà thấy cái video những cái ngọn lửa bùng phát như vậy thì rất là may luôn đó các bạn. Nhiều người ở trong đó không có bị thiệt hại. Cơ quan có thẩm quyền đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, ban giám đốc khách sạn Đồng Khánh cho biết, trong cơn mưa đầu giờ chiều cùng ngày, sấm sét đã đánh vào cột thu lôi trên phần chớp của mái khách sạn. Do cường độ sét đánh lớn nên đã gây cháy tại phần chớp mái cao nhất của khách sạn. Sau khi phát hiện sự việc, ban giám đốc khách sạn đã khẩn cấp triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ để hỗ trợ và ứng phó, đồng thời liên hệ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố để được tiếp ứng. Sau 20 phút, đám cháy đã được kiểm soát và dập tắt hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn cho tập thể và những người lao động ở trong khách sạn, thì khu vực mái ngói bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại không đáng kể. Ở đây là rất may mắn các bạn ơi, do những cái cơn mưa đầu mùa đó đôi khi bị sét đánh, những vùng quê cũng vậy mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Ở đây là rất may mắn là không có thiệt hại về người. Do ở phía trên cái chớp mái đó thì những người ở phía tầng dưới thì cũng không bị ảnh hưởng ha các bạn. Chỉ có thiệt hại một số tài sản nhỏ cũng không đáng kể ở phía phần chớp mái. Ở đây rất may mắn là không thiệt hại về người. Các bạn thấy là nhiều cái nơi mà bị cháy đó, các bạn đôi khi bùng phát từ những cái tầng dưới hoặc tầng giữa thì đôi khi là những cái người ở trong đó người ta khó mà thoát khỏi. Còn ở đây thì rất là may mắn các bạn ơi, nhìn những cái đám lửa bùng phát ngùn ngụt như vậy, mọi người dân chứng kiến rất là sợ hãi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thông tin. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.